Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả nữa mày. Và lần này thì sau khi ban mình ăn được phần tương thì Ngáo đã nằm trên danh sách phần tương, thì cũng đã có một số phần quà nhỏ nhỏ, đó là vài con ngựa kháng cả, đó là chiếu dạ, xích thố và khoảng mấy chục bao lỡ bao con thành, và lỡ bao thị tinh thì 5 bao, cũng như là tinh hồng cũng 5 bao, và hai hộp nhu tình và hiệp cốt, và với lại 50 bao phần tương. Đó, lấy lá kinh nghiệm nè. Rồi chốt cho một K7 lần 3. Rồi tiếp theo anh em ơi. Tiếp theo lỡ hộp nhu tình hiệp cốt, cái này thì hiện tại ở ngoài nó bán vài trăm xu hả? Hiện tại bây giờ hai hộp x2 nha anh em. Một kim lên 200 xu. Một kim lên 200 xu là tương đương khoảng 500 xu một bao nè. Rồi anh em là mua lên anh em ơi. Hai cái anh Long ơi. Một cái hai, hai bao, hai túi. Có nha, hòn di đổ ơi, có nha nè. Rồi một cái hai cho anh Long, hai bao nhu tình hiệp cốt. Một cái hai lần một. Tính ra tối nay em đi theo sói em phụ, em chết đúng 3 lần hay 4 lần gì đó. Châu vãi trưởng. Em hết máu mới chết nè. Khi nào mà khải sói, khải phụ hết máu mới chết luôn nè. Rồi một cái hai lần hai. Nhu tình cốt. Hiện tại bạn mình vẫn đang cầm một áo nhu tình em. Có thì bán lại cho anh Hải bé quại nha em ơi. Anh đang mua á. Anh Long hơn là 4 triệu. Anh Long hơn là đừng cướp thì cho anh lấy. Chứ thôi ông mua rồi đấy. Giá đó là ông mua rồi đấy. 4 triệu. Rồi chốt cho anh Long K3. Mỗi 1K2 lòng 3. Rồi 2 là bao, 2 là bao hiệp cốt, 1K2 xô Long. Rồi ngựa. Hải, cái mi kìa. Gì gì? Cái mi gì đâu mà đứng sâu lúc. Cứu dùng cái vừa sói vừa chỉnh mà anh em phụ dùng cái chứ giờ kêu xong kịp. Đang quay ra. Đang quýnh rồi này, sao? Nam Tiêu Phong thì em muốn nói quay ra cứu bây giờ đang gõ bên này rồi. Rồi tiếp theo anh em ơi. Rồi. Để coi còn món gì nữa ta. Đây. Tiếp theo là hàng hot cho anh em. Cái kia cái lỡ bao mà thành chủ phần tường là tí nữa khải sẽ phát lương nha em, gọi là mỗi người một bao cắn nha em, chứ không có đấu giá nha. Cái đó thì mỗi người một bao cắn lấy kinh nghiệm cho vui, coi như là chọn công thành được mình được 100+ triệu kinh nghiệm đó. Còn lại bây giờ hàng hot em ơi, x20 tại hàng này hàng hot nha em. Như thông báo thì một cái túi này là nó nằm tương đương là 3 triệu kinh nghiệm kèm với mở ra hình xuôi rương nhu tình và hiệp cốt, tương đương mỗi rương là tương đương 600-700 xu, hình này ra được thu nhập lại đó nha em. Và anh em, anh Tùng ơi, lưu ý giúp em nha. Một cái túi này á, anh cắn ra là có cho mình là 20 vạn, cứ một túi là 20 vạn. Đó, sau khi cắn xong trả lại tiền vàng cho em, đợi em mở trống 2 ngày cho anh em ăn nha. Đó, anh chỉ đấu giá là anh lấy kinh nghiệm với lại mở hình xui túi hiệp cốt nhu tình thôi nha anh. Còn lại anh mở ra được tiền vàng á, thì giao dịch lại cho ban nha. Thì em sẽ đấu giá với một cái giá mức nhẹ và tiền vàng sẽ giao lại cho ban. Đó, ok chưa? Đó, đó. Hiện tại 20 túi này á, tương đương là khoảng 60 triệu này. Anh vào được 60 triệu mà hên xui là, nói chung là được 60 triệu kinh nghiệm. Đó, 60 triệu kinh nghiệm và tiền vạn. Từ từ nha, đem cho anh em hiểu vấn đề, tại vì em đấu giá nhiều server nè. Mình muốn giữ lại để mình ăn chóng hàng ngày không, hoặc là gì đó. X20 này là gần 60 triệu XP. Có tiền vạn trả ban. Rồi, hên xui rương. Đó, rồi. Nó mất tiêu rồi. Tí nữa nè. Nó bị lát. Cứ như cũ đi. Cứ giao dịch bao thì thối lại tiền vàng luôn ngay lúc giao dịch luôn. Đúng rồi, thối lại tiền vàng lúc giao dịch luôn. Thối luôn. Hiện tại cứ cái bao này là qua rồi, lấy bao này cắn. 20 bao, một bao là khoảng 3 triệu là 10 triệu khoảng 100 xu. Này khoảng 60 triệu. Là này 60 triệu. Rồi cái này là một kim lên 200 xu. Rồi lên ơi, một kim 200 xu. Ai muốn đấu giá thì lên anh em, còn không thì anh Tùng anh mua thôi. Cái này ra hiệp cốt nhu tình anh em, không lỗ cho anh em. Nếu mà hình ra anh em đầm ra 2-3 rương là anh em thu lại hơn một kim rồi anh em. Đó. Ủa sao em bán được ta? Để em chút anh ơi, em bị lắc. Rồi, này đấu giá anh ơi. Rồi, một kim cho 20 bao. Một kim cho 20 bao, một kim 2. Cái này là anh có kinh nghiệm nha anh em.
kinh nghiệm như lại hên xui rương như tình hiệp gốc của anh Lâm vừa đấu nha Nam. Đó, hên xui của anh Nam. Hai kim tiêu tí. Hai kim năm. Đó. Anh em thấy sao? Em cứ làm giá đi rồi lần sau em sẽ có cái giá cho anh em giá chuẩn. Rồi lúc đó mình đấu cho nó nhẹ nè, cho nó khỏe. Hai kim năm cho anh Tùng lần 1. Hai kim sáu cho Tiểu Long nữ. Ủa, lên 200 xu hả? Lên 200 xu mà anh. 2 kim 5, 2 kim 7 mới được. 2 kim 5. Anh em đấu càng cao lương càng cao, anh em có đây không có vấn đề ngại cả. Đã vô đấu giá là cứ đấu càng cao lương em càng cao. Cố gắng vì ban còn đẩy lương công thành cho nó cao cao một tí. 2 kim 5. Anh Lâm có lên không? Ok. 2 kim 5 lần 1. 2 kim 5 lần 1. Lỡ sai cái việc lên lại kìa. Kỳ quá, kỳ đúng không? 205 lần 1 anh em ơi. Đó, lần đầu tiên á, nhiều khi là anh em cũng nói chung tương đương một túi này là 100 xu là bình thường đó. 20 túi là 2k, 2 kim là bình thường đó. Đó. 100 xu mở ra hên xui rương nhu tình hiệp cốc nhu tình luôn. Rồi còn cái từ khi nó ra cái rương hiệp cốc nhu tình thì anh em mở là tiếp tục hên xui ra đồ hên xui nữa. Rồi 205 lần 2. 205 lần 2. 205 lần 2. 3k cho Khánh Banh, một cái nhảy bước nhảy quá đẹp cho Khánh Banh. 3k. Bước nhảy Hoàng Vũ. Bước nhảy Hoàng Vũ. 3k lần 1 cho Khánh Banh. Khánh Đăng. Khánh Đăng, Khánh Đăng. Khánh Đăng, Khánh Đăng. Nhầm dưới một con Khánh Banh ở băng nào ta? 3k có, lần 1. Nghe mày. Ừ, có một con Khánh Banh. Có Khánh Banh nghe mày á. Nghe mày chụp. 3k 2 cho anh Tùng. 3k 2 lần 1. Đó. 3k 2 lần 1. Chúng ta chỉ có 100 túi nha anh em ơi, đấu được 5 lần thôi là hết đó. 100 túi thôi. Một ngày anh em gánh được 50 túi là tương đương khoảng 100 đến 150 triệu. Bấm thời game nha. 3k lần 2. 3k 2 lần 2. 3k 2 lần 2. 10 giây này chốt. Cái này có hạn đúng không Khải? À, cái này túi này là có hạn anh ơi. Trong vòng 17, 18, 19, 3 ngày liên tiếp anh ơi. 3 ngày liên tiếp. Và bây giờ anh đấu rồi anh lấy anh cắn luôn là hợp lý. Bây giờ anh đấu xong lấy cắn luôn là hợp lý. Trước 12 giờ là được 1 ngày anh. Là được 3 ngày á. Rồi chốt. Rồi tiếp theo, túi tiếp theo. Anh em lên thoải mái đi, này em không bước nhảy nữa. Mà bây giờ em 1 kim 5 anh em lên thoải mái rồi. 23 tiếp theo anh em ơi, 1 kim 5 anh em lên thoải mái, 100 200 300 tiền anh em luôn. Gõ nó chặt chỗ anh em ơi. Tuần đầu anh Tùng 3k2 để em ghi lên danh sách. Tuần đầu này 23 này. Bằng 3.200 xu, em thống cơ rõ ràng trong kia nha nè. Nó cứ tí em ram gom xu thôi. 2k2 cho anh em Tuyên Phong. Ở bot tí ơi, ở bot tí. 2k2. Đó. Quá ok luôn em ơi. Lâu lâu ăn được cái thành thực sự là 3 tuần rồi bán được một cái thành thực sự là đó là một cái gì đó là quá cố gắng của anh em cũng như là tất cả anh em trong ban. 3k2 cho anh Tùng. 3k2 lần 1. 3k2 lần 1. Cứ tầm 15 giây là nhảy một bước nha anh em. Anh em cứ tranh thủ đấu mình lên. Tiểu nữ 3k4 trải nghiệm anh em nhiều, anh em rất nhiều, anh em muốn trải nghiệm. Ơ chết gì chết. Ô má con gắt kiếm chết hoài hả ta, không hiểu con này yếu quá chướng luôn, yếu sinh lý. Nghe mi búp vậy mà sao mà nó chết được hay gì ta, nghe mi búp chết búp dài mà nó chết được hay thì yếu sinh lý mà. Nghe mi này chịu rồi. Rồi 3k4 lần 2. Má con gắt kiếm chết hoài không hai lần. Tiểu đồng nữ nó mặc áo vô tình đâu nên nó chịu đau lắm. không do anh kéo xe mà em, anh kéo xe mà em, anh kéo xe mà vừa đấu giá nữa. Rồi ok, 3k4 lần 3 cho anh Tùng. Rồi tiếp theo lần mới nè ơi, lên 1 kim 5 lên. 3k4 cho Long mà. Anh Long á, à Long Long. 20 bao. Nói xong tí anh Tùng, nói gì Long. Tao có đấu đâu mà được thưởng luôn hả? Tiếp theo. Rồi tiếp theo. Bao tiếp theo nè ơi. 23 tiếp theo. À bùi chèm à? 1k5. Có mùi kia gì? 2k chú bắt đầu. Linh mạnh năm, linh mạnh năm. 2k2. Chiều thăm vào. Đúng rồi, Vũ Quang ơi, đúng rồi Vũ Quang ơi. Khải cầm mẹ cú đấm thép. Hình như cái này là một ngày ăn được 50 hộp không bao không? Ngày ăn được 50 bao này, ăn 50 bao. 50 bao tương đương hơn 100 triệu á. 3k cho tiểu long nữ. 3k tiểu long nữ. Cả Khánh Đăng kìa. 3k Khánh Đăng sorry. 3k. 3k2. 3k2 lần 1.
đang hai lần một. Anh cầm gồm vô anh em ơi, quýnh loạn loạn chút chết ra. 3-4 3-4 lần 1. Đấu giá thì đấu giá nhưng phải gồm quýnh tập trung vô anh em. Đúng rồi. Đó, gắt kiếm đấu giá mà không tập trung chết rồi đó. Ừ, gắt kiếm đấu giá không tập trung chết đó, đồ chết thiệt. Ơi ơi ơi. 3-4 lần 2. 3-4 lần 2. Vô ông boss này, vô ông boss này. Nó nói kìa. Thổ, thổ, từ từ. Rồi, bên kia anh sai. 3-4 lần 2 cho anh Tùng. Đây, chúc cho anh Tùng 3-4 lần 3. Rồi, 3-4 lần 3, 20 bao. Tiếp theo, 3.400 cho anh Tùng. Rồi, tiếp theo em ơi. Lúc đấy là ngồi vào chị Xuân chơi. Bao tiếp theo. Bao thứ 80, bao thứ 80, bao thứ 80. Tuần thứ 4, tuần thứ 4. Vượt, phấn đạo cho máy tôi. 3k cho tiểu long nữ luôn. 3k lần 1. 3k lần 1. Tiểu long nữ 3k. Lâm có chết rồi nha, máu không còn nữa máu rồi. 3k2 cho anh Tùng. 3k2 lần 1. Ừ, Vũ Quang ơi, giờ dư ạ, gắt kiếm mới bán là gắt kiếm rồi anh em. Anh em nào mua ạ gắt kiếm thì alo anh em ơi. 10 giá là mừng tịch rồi, đồ đạc cũng tầm trung ok anh em. Giá truyền kháng cả 14 kháng lô 12 luôn anh em. 3k2 lần 1, 3k2 lần 2. 10 giây, 15 giây nữa chốt. Rồi, giá truyền bán 7 của anh mà thằng kia nó hỏi bây giờ bán 9 kim. 3k4. 9 kim hả? 9 kim bán chi? Ừ. Tôi là cạn xương. 3k4 lần 1. Chuẩn bị mắt kêu, chuẩn bị mắt kêu nha anh em ơi, chuẩn bị mắt kêu nha. Vừa đánh vừa giật ả luôn nè mà. Đồ anh em thấy cơ chưa? Mà Khải biết thằng đó hồi bữa thằng mắt kêu nha anh em, xong rồi mắt kêu nha anh em ơi, bên em. 3k4 lần 1. Đứng gọi vô, đứng gọi vô. Thằng hồi bữa nó hỏi anh á, nó hỏi gì mà bán 30 kim chứ vậy. Nó kêu với bạn thường trí thì bớt cho 25 kim. 3k4 lần 2. Trời ơi. Cái may mắn bộ may mắn 21 nó bán có 2 triệu à. Ơ vậy thôi ông đi mua băng bộ 21 đi, ông mua sợi chuyện mới bản bẻ chi. Ừ, sợi chuyện mới bản bẻ đẳng cấp của người ta. Rồi, 3k4 lần 2 năm ơi, 10 giây nữa chốt cho Khánh Bình. Khánh Đăng. 3k4 lần 2, 5 giây chốt. Mắt kêu nha, mắt kêu nha, đánh từ từ gom này. Đừng là chết nha. Rồi, chốt cho Khánh Bình này. Cứ gom dùng Khánh cái năm ơi, 20 bao. Trải nghiệm nè, 3k4. Khánh Đăng. Rồi, 23 cuối cùng rồi năm ơi, 23 cuối cùng. 23 cuối cùng. Cho 100 bao. Đó. 3k2 cho tiểu long nữ. Lần 1. 3k4 cho anh Tùng. 3k4 cho anh Tùng lần 1. Làm như anh Tùng anh biết mình là đấu như đó luôn đó ta. Vô thẳng vấn đề. Sẵn rồi, vô thẳng vấn đề. 3k4 lần 1. 3k4 lần 1. 3k4 lần 1. Em trúng một lần rồi còn gì nữa. Ừ, trúng một để lần. Chia cho anh em mỗi người tí bây giờ mà. Ôi chị. Em lên 3k6 anh đầu tiếp. Chị. Nhường cho mỗi em một tí. Trải nghiệm đúng rồi, nhường em đó. Lần sau là anh Tùng anh lầm hết đó, không có cơ hội anh em đâu. 3k4 lần 2. 3k4 lần 2 nè, 20 bao. 3k4 lần 2. Bây giờ lên 3k6 không phải lâu, anh nhường ngay nói thật. 3k4 lần 2. 15 giây nữa anh kết thúc. Anh em ơi, anh em đấu đi. Cái này anh thiệt á, vừa kinh nghiệm lỡ khi anh hên anh mở ra sao anh em. Đúng rồi. Rồi. Chốt cho anh Tùng 3k4 lần 3. Rồi xong, 23 cuối cùng hết. Anh em để lấy ơi, đánh nè. Rồi, tiếp theo nè. Chuẩn bị là còn 5 bộ tinh thần, 5 bộ thủy tinh. Cái này vấn đề này á, hiện tại Khải nghĩ là anh em nào cũng dư đúng không? Thế là anh em muốn đấu như thế nào, Khải cho đấu luôn em ơi, đấu nha cho rẻ, đấu luôn lấy tiền luôn nha. Đây. Đầu tiên 5 bộ thủy tinh đi. 5 bộ thủy tinh là tương đương là 15 viên nha, 15 viên nha. 15 viên nha. Tinh hồng của hạng dùng cả. Để em coi. Gom quá này mà gom quá đi. Thủy tinh trước nè. Có hạn dùng cũng 3 ngày anh ơi, nói chung là cứ mở ra là không sao nha. Hiện tại cái túi á thì hạn 3 ngày nhưng mà mở ra là không hạn sử dụng nha anh. Mở ra là bệnh viện à? Đúng rồi, mở ra làm viện 15 viên. 15 viên tương chứ đương anh là nghĩ nó không bệnh viện sao mà mở được. 800 xu lên 100 xu, nói chung là tất cả mọi đấu giá đều đỡ nửa giá cho này, anh em đấu. Anh em. Tất cả đều nửa giá cho anh em đấu nha anh em ơi. 15 viên. 15 viên 8 xu. Tương đương 1 viên 50 xu. Đó. Tương đương 1 viên 50 xu nha anh em. Đó.
Lưu ý nha, cái bộ này này chỉ có 3 ngày thời hạn nha anh em. Anh em mở, anh em đấu xong anh em mở ra. Anh em mở ra cho nó khỏi mất thời hạn nha anh em. Tám trăm xu lần 1. Còn anh em nào muốn mua 2 bao, 3 bao đó thì có thể xong rồi bảo ông Tý nó chia sẻ lại. Tại vì mấy cái này anh em chắc cũng nhiều, anh em mình đợi. Không đỡ làm gì. Tại Tý cũng đâu bao nhiêu đâu. 15 viên là. Còn nào anh em mà thích, mình thích mua 2 bao thì cứ chat lên. Ưu tiên mua 2 bao luôn đó. Chứ giờ không ai đấu, không cả nghĩ 5 bao đúng rồi. Hỏi nha, chứ phần hỏi nha, đánh được. Mà mua cái chó. Đánh xong này, mày tách đánh quá, mày tách đánh quá nha nào. Rồi cứ đánh boss em ơi. Rồi 800 lần 2. Quá rẻ. Trời trời, quýnh em xứng quýnh xứng quýnh. 1k cho tiểu long nữ với 15 viên thủy tinh. Đủ bộ. Này chuyên gia hoàng binh là cần. Đấu cái này thì em đấu làm cái gì? Em cứ lấy thủy tinh em họ gọi anh đưa cho. Hoàng binh ông hoàng binh hoàng binh. Hoàng binh anh ơi. Hoàng binh. Hoàng binh anh đưa cho anh đưa rồi có. Ông đâu? Không, anh cứ nói vậy được ông đâu cho tiền ba cái cơ. Rồi tới auto tới auto tới auto. Tới auto tới auto tới auto. Ừ. Dính auto bả nổi tắt không kịp. Một kim lần 2. Ông để ý. Đó mình bộ. Đến ải này cũng phẳng đào nè. Bắt cuốn con Facebook rồi nè. Bên này Khải cũng báo là tắt auto rồi đó. Không biết anh em có cùng ải hay không, không biết. Sao cái team nó bất ổn quá vậy? Qua. Làm dớt. Rồi tắt auto nha. Làm tiền cũng giao dịch trả nè em ơi, em đem nhiều tiền lắm á. Rồi, đánh đi em ơi. Anh em cái bàn thiếu dừng đánh đi em. Rồi, à, lần 3 cho anh Tùng. Quên cho anh Long. Ngàn mì búp đi. Bộ thủy tinh. Ngàn mì búp đâu rồi? Bây bộ bộ cái. Ngàn mì búp nè, rồi. Đấy, anh có ý kiến này nè. Cho anh. Chính ra cái thủy tinh, cái tinh hồng này, em để cho một con của bang giữ. Thì em đang định giải đó, mà anh em thích đấu em đó rồi, em đang định giữ lại cho bang mà. Đúng không, bây giờ anh nghĩ là... để thì, đi để lại nói đi. Chung là đi, đi đấu khai ơi biết sao không do nói chung là nhiều anh em ý kiến cũng đúng nhưng vấn đề là thực sự em không đấu là nhiều anh em bảo em lầm lại ăn chặn thực sự em khó chịu lắm thực sự là cứ đấu hết rồi ừ tự động mua này bao nhiêu người ừ. Chứng kiến em cơ quan chứng kiến nói chung là thực sự mấy cái này thực sự không bao nhiêu mà chủ yếu anh em thôi tức là cứ anh em nào chủ yếu đồng ý là được đồng ý là được tùy tùy phục vụ công thành này tùy phục vụ lôi đài này là phát hồi trước là em rồi tiếp tục em ơi còn nếu không đâu ngừng bỏ cái này đi bỏ không đấu nha ngừng ok bỏ gom lại ba rồi bỏ đi gom lại nè thứ nhất á rồi bây giờ búp của ban ok chưa đó rồi ok anh Tùng nói giỏi là anh em đồng ý là ngừng nha anh em đó không đấu nữa chứ mấy cái này em cũng nhiều nè em đâu cần làm gì đâu đủ yếu anh em trong bang cần nhiều rồi ok rồi tạm giờ nè tất cả anh em đấu giá dìa dùm Khải Phượng Tường Nam giao dịch em ơi tất cả anh em dìa Khải Phượng Tường Nam rồi vào việc giao dịch đồ em ơi rồi không có anh này gì nó mất nè em đưa nó ăn hết nữa rồi Phượng Tường Nam em Phượng Tường Nam em ơi rồi để em lấy nè anh em nào đấu giá cái gì anh em nào đấu giá cái gì là ba kim tư với lại cái gì ta cứ về chuẩn bị tiền rồi giao dịch đó em có thống kê trên những phần thông báo lương quỹ nè lên đó kích giùm em cái ba kim tư để của anh cái gì ta quên rồi ok rồi thông báo lương quỹ rồi tất cả anh em rảnh tay luôn này tất cả anh em rảnh tay về Phường Tường Nam luôn rồi cứ đứng giao dịch cái hộp quà cắn một cái là được 3 triệu kinh nghiệm này em ơi cái hộp này hộp quà Phường Tường em ơi nên là cứ tất cả anh em đánh công thành đều có hết hiện tại là mình 60 ạc đây bao thì Khải được bao là 4 trong dạng đúng không ta ưu tiên nhanh Tùng 3 bao rồi thì lại là mỗi người một bao còn có khi Khải mo được tại vì nhiều khi Khải nhiều nhưng mà Khải không cần nhiều đâu Khải chỉ cần quạt đường môn thôi đó. Rồi 60 bao đúng 10 kim Khải nhá anh ơi anh Tùng rồi anh Tùng 60 bao chính xác đúng 10 kim giờ anh đây rồi ưu tiên anh Tùng trước này bằng việc này giao dịch anh đây đó thu hết em cập nhật hết rồi anh em cái việc kích lên rồi anh em nhìn vào cái số lượng mình như thế nào là đủ hay không là anh em tự biết nè rồi tống kim đông nha quầy rồi ai đóng ngựa này nọ gì lấy luôn em ơi tống kim quýnh ngon nha đó nói chung là anh em nữa ơi ban mình thu nhập cái gì hàng ngày bao nhiêu như thế nào đều có thông báo phần thông báo lương quỹ đó cũng hết đêm cố gắng ngày nào online gì là cũng tốt anh em đúng rồi đúng rồi anh là đang tham gia dịch ngựa 1k7 nè anh em Tiên Phong là con xích thố hả? Xích thố ok, xích thố này, K7 này. Rồi
Đó, lâu lâu được phần đấu giá được đỡ tổng thử hôm nay đấu giá được bao nhiêu kim cho nè. Rồi, anh Long ai ưu tiên trước trước nè. À giao dịch cả em ơi. Rồi cứ, cứ chuẩn bị tiền này đúng tiền mình giao dịch đó. Anh Long 3k4 nè. Rồi dưới hai cái túi kia nữa là mà anh Long là 4k6, 4k6, 4k6. 4k6. Cái gì nữa? Thì 4k6 đó như vậy. Rồi, cái này 400 vàng luôn nha bạn. 400 vàng. À đúng rồi, đúng rồi. À, lông. Anh Tùng ơi. Anh cắn có thử làm một bao nhiêu tiền rồi giao dịch lại em tiền vàng nha. Cứ đồng ý anh từ từ. Sao không đưa luôn cái túi kia trời. Ok, anh em ta anh giao dịch lại tiền vàng. Anh cắn thử một bao là đúng 20 vàng như em nói không? Đúng 20 vàng không hay 30? Sao không đưa luôn cái túi kia cắn. Để anh ăn thử. Anh thử đi. Đây giao dịch lại Long ơi. Dạ. Nhìn lại. Giao dịch túi luôn Khải ơi. 100 vàng hả? Một túi bao nhiêu? 50 vạn một túi. Rồi, một túi 50 vạn cứ có bao nhiêu tiền vàng giao dịch hết cho em mà được. Là anh Tùng là 60 bao là cứ nhân lên 50 là bao nhiêu tiền giao dịch lại em? 633.000. Rồi, 3.000. Rồi. Đây đây đây. Anh Long là anh Long cắn 1.000 vạn giao dịch lại em nha. Rồi cắn đây đưa 400 vạn rồi nha. Ờ. Khải ơi. Rồi, 400 vạn cho ta. Đưa rồi. Rồi. Cho anh một cái hộp quà thành chủ nữa. Rồi, ok ok là có 400 vạn của anh Long. Rồi giao dịch đây. Giao dịch đây là đưa thêm cái hộp kia kìa, đưa 6 vạn luôn nè. Rồi. Rồi đợi tí nè. Đưa luôn cái gì. Rồi cái thưởng công thành rồi. Một bao được mấy vạn nữa. Đó tại vì lâu quá không nhớ nè. Hồi xưa là khai nhớ là mấy chục vạn gì đó nhưng mà cứ một bao 50 vạn. Ừ được. Có tiền vạn nha nè. Rồi tiếp tục anh em ơi, tiếp tục. Rồi nè. Rồi anh em nào đấu giá ở đâu? Giao dịch ngựa nè. Rồi giao dịch Khánh Đăng ơi. Nha. Giao dịch Khánh Đăng. Rồi. Trời ơi ra đúng một rương hiệp cốt. Ngon, nhìn ngon rồi, có kinh nghiệm từng rương hiệp cốt quá đẹp. Rồi, Khánh Đăng là ủa Khánh Đăng mua gì được nhiều vậy? Rồi, à Khánh Đăng một ngựa đúng không? Một ngựa, à, hai kim. Với lại 3.400 là 5.400. Rồi ok, à... Khánh Đăng 5.400 và tặng một cái cục hộp kinh nghiệm 20 túi. Rồi. Rồi đúng tiền nè. Rồi Khánh Đăng xong cái này giao dịch lại em một ca dạng nha, 20 túi nha, một ca dạng. Rồi. Anh Tùng 3k. Rồi. Đó. Rồi này anh em ơi, tất cả anh em gì nhận giùm Khải mỗi người một túi cho vui anh em ơi. Mọi người một túi mấy triệu kinh nghiệm anh em ơi. Tự động giao dịch Khải luôn ơi. Anh em nhanh. Thay thêm một túi. Đây 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 ok. Nãy em đưa anh 3 túi cho ta. 3 túi rồi nhưng mà anh tính là được ăn được 4 túi. Đó ok ok ok. Em đưa thêm một túi. Anh đưa 3.000 vạn luôn nhá. Rồi, đưa 3.000 vạn luôn. Đó. Vậy rồi. Em sẽ thống cơ là ba mình đường ra ra nhìn ba cái gì. Rồi, anh em xem thống cơ nha. Và 100 túi mình sẽ được 5.000 vạn nha anh em. Đó, anh em lưu ý nha. Rồi, xem em tổng thu ngày hôm nay bao nhiêu là em rõ cho anh em xem. Rồi, ok anh Tùng này. Tiếp theo này. Ai chưa nhận cái túi này nhận cái anh em ơi. Được Khải đừng cho đừng mong cắn túi này trước rồi. Rồi, anh em vừa nhận túi này em ơi, Phường Tường Nam. Đừng bơ tơ anh em sao như hương bơ tơ em nhiều dữ. Rồi, anh em ơi. Ủa, Khánh Đăng nhận chưa? Khánh Đăng nãy nhận túi này rồi mà. À đưa lại ngân vàng ok anh ơi. Rồi đủ 5k vàng. Đó, ui, tính ra phần thưởng lâu lắm rồi mình không nhớ luôn em, một bao tới 50 vạn lận em. Nên là Khải đấu giá cho anh em với một giá nhẹ rồi lấy kinh nghiệm thôi, tiền vạn vẫn thu lại cho ban. Đó, tiền vạn vẫn thu lại cho ban. Rồi, mở 3 rương liên tiếp luôn mà không được kỳ. Lấy túi anh em ơi, giao dịch lấy túi anh em ơi. Cứ túi này là anh em cắn được 4 triệu hay 5 triệu anh Tùng? Cái túi phần thưởng á. 10 triệu. Cái túi phần thưởng bao nhiêu? Anh cắn được 10 triệu á. Rồi, 10 triệu ok. 10 triệu đúng không? 10 triệu ok rồi, cứ ưu tiên cho anh Tùng nha anh em. 10 triệu. Túi đó là ăn hên xui kinh nghiệm nha anh em. Em được 10 triệu nè, em được 10 triệu mà. Anh được 10 triệu mà túi đó. Đang đây ăn có 2 triệu. Ồ, sao lại em ăn được 10 triệu mà túi vườn tường anh em. Cái này là tất cả anh em đánh công thành đều nhận được nha. Hên xui. Ôi, đưa 50 vạn chi túi luôn không cần em ơi, không cần em ơi. Cái túi này là em đánh công thành là em được nhận không cần giao dịch tiền. Rồi giao dịch em ơi. Rồi. Cái này là ít hôm phát lương kèm với túi này nhưng mà Khải phát trước cái đợt hết hạn nè. Phát trước cái đợt hết hạn. Rồi anh em nào còn thức thì nhận còn không thức thì thôi. Tại vì nó có vài chục túi thôi. Có 45 thần đi bên nào á thần? Đi trên. Tính ra anh Tùng thắng một trận công thành mình kìm trên cũng ok hả? Đúng không anh Tùng? Phải ok đúng không? Ừ. Mình mà không có thành là mình thắng mình thọt người ta quá trời luôn anh Tùng. Bên nhiều nhất là cái vấn đề của mình. Ừ, thọt quá trời luôn. Mặt mũi mình là ở đó đúng không anh Tùng? Rồi. Rồi. Rồi anh được phần tường kinh nghiệm anh em cố gắng cứ dạy mà phát huy nè. Từng sâu quán online như dạy mà phát huy. Rồi cho tăng giao dịch em ơi. Ít lên anh em.
tôi có thái độ vừa an thành xong rồi hai đứa vú đang lên kênh thế giới đụng mấy bà gáy nữa đi ACBC. Thôi 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 hai đứa vú rồi chết luôn cá mẹ à, chết chết hai đứa vú chết lên luôn bà gáy nữa đi. Thôi anh em chơi vui vẻ, bạn mình chơi vui vẻ thôi năm. Hai đứa vú chơi kinh quá. Cái này thành nghĩ vừa ra thành là thấy đang lên kênh thế giới được. Ừ. Vui thôi đừng vui quá nè, mình chơi lâu dài nè. Rồi giao dịch em ơi, tới tới giờ em ơi. Vui vẻ thôi nè. Hôm nay là biết sao tôi cắn. Không cái cắn đâu, cái dạng là tiền dạng là tệ. Không có cái này không có tiền dạng, cái này không có tiền dạng. Cái của những anh Tùng với anh Long mua mới có tiền dạng nè, còn cái này là được thưởng. Ừ. Cái này là được thưởng nên là không có tiền dạng đâu. Chỉ có kinh nghiệm thôi. Ai lái nữa nè em ơi, ai chưa lái nữa? Như Hương nãy lái cho ta, nãy giao dịch mấy lần mà chưa lái hả? Chưa. Ok ok. Rồi tới tới cái gì làm nhiệm vụ anh 40 quả đó rồi giao dịch anh sau tiền nha em, rồi ngày mai cứ về em làm nhanh em. Như Hương phụ em đấu giá quả dùng cái nha, đồ boss dùng cái nha. Ok ok. Cứ thống cơ lên hàng ngày bao nhiêu như em vậy rồi. Rồi dùng em cái được. Rồi còn ai lát nữa em ơi, còn còn lại là dư 15 viên thiện tinh và dư 30 viên tinh hồng. Đó như anh em thống cơ là anh em bảo là đỡ lại cho ban. Đó cần gì là cứ hú khả đưa đó. Chứ giờ có đấu giá không trả bao nhiêu mà người ít người nhiều nó mệt. Mới bán được. Mới bán được có 15 quả giao dịch K2 không Khải? Không, em cứ cầm đi em. Em giao dịch cố gắng ngày nào cũng giao dịch kinh bang, bán cho anh kinh bang là được. Cứ của bang, nói chung là của bang. Rồi giao dịch bon bon đây. Ừ. Rồi ngày mai nữa, nói chung ngày mai cũng nhiều quả nữa thì cứ dạy mình làm thôi em. Còn khi nào cảm giác nhiều quả quá thì mình tục giá lại cho anh em. Đó. Nhưng mà phải ra trước được 40 quả đó nha, tại vì 40 quả đó anh đã vô cái lương là 80 xu một quả rồi, hiểu không? Đó. Rồi. Ừ, phải ra được 40 quả đó trước, còn cái quả sau của Như Hương này có thể giảm giá lúc đó anh em tính sau. Tại vì nếu mà nhiều quả nha, còn trung bình ít ít thì cứ vẫn như cũ thôi, đỡ giữ lương đâu, thấp quá không có lương đâu. Rồi còn ai lái nữa anh em ơi. Rồi. Mà anh em online buổi tối 55 ạc, buổi trưa 75 ạc là nhặt 100 vé. Ừ, là khắc liền đúng không? Cả ngày hôm nay là hôm qua là mình nhặt năm mấy quả nữa, năm mấy chục quả ấy. Kể với cái tuần lùa về miền chết hết rồi, mới lụm lần 29 về. Ừ. Tuần mà đại ba miền chết hết luôn á. Rồi ok anh em ơi, anh em cho anh em xem sơ qua trọng công thành lúc nãy là ban mình ăn được Phường Tương. Rồi Thiên Đới ăn được Biển Kinh. Và Lâm An là ba miền. Và tuần này chắc chắn anh em sẽ có một diễn ra một trận thiên tử giữa Thiên Đới và ba miền. Sẽ khốc liệt ở thứ hai tuần này. Và Dương Châu là đại. Tiêu Giao mong men ăn được hai thành, đó là Tương Dương và Đại Lý. Thiệt sự quá gơ. Và Tiếu Ngạo ăn được Thành Đô. Bé Tiêu Giao nó mi hay ta. Nó đi hết chỗ này tao khác, em thấy gần phút cuối nó cũng lùa vô tiêu, nó lùa vô phần tường mình nữa, gần chục ạc em thấy không? Nó tán đồ hình nó ra đi em, tán đồ hình nó ra đi. Má là lòng lúc đó biếu nít luôn rồi. Biếu. Anh em chạy lên miệng kinh hết mẹ là giờ quần ngựa lại đâu tiệt. Thì đấy, nó tăng hơn cuối mọi người bảo chạy sang kia thấy nó lao vào. Tổng 6 giờ thứ mình bảo. Rồi anh em nào vừa nhận tiếp tục anh em ơi. Châu Tăng nhận chưa em? Rồi đỡ anh em nào chưa nhận nữa. Rồi anh ơi em nhận nãy rồi. Ok. Rồi. Bây giờ em Tiếp Lâm gần úp cấp rồi. Má này ngày mười chết uống thiệt sự luôn. Đâu ngày nay quên cắn lệnh bài phong độ, mất việc quá, không cắn lệnh bài phong độ này bây giờ phải mua 100 xu cắn nè mày. Toàn. Muốn chung xu cái ba ạc luôn chưa ạc nào. Ôi ông nào vừa ngồi game mà vừa ngáy rồi, chết ông nào ấy, im ông nào gáy rồi, ngày to vãi không phải là ngày luôn rồi nào ta. Oliver ông nào gáy to vậy, ông này bảo buồn ngủ đã. Oliver đấy thấy nghe nó buồn ngủ lắm rồi. Ông nào gáy to dữ ta. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên đỡ lại cho Khải cũng như là Ban Ngáo một like chia sẻ một video này nha anh em ơi. Và tổng cái doanh thu ngày hôm nay thì đỡ Khải xem. Ủa, để cho anh em xem nha. Ủa rồi Khải nhận là lấy là 300 xu. Được. Từ từ Khải. Tu là video ngay, không phải câu 3 đâu. Bây giờ 3 cho anh em. Nếu anh em lộ anh em trên YouTube anh em thấy hay mua ạc vô bên chơi nha. Nhớ cậu bà quá bà không gì, nó dốc nó láo gì hết. À Khải lùm 200 xu của bang là Khải bỏ là 200 xu của bang như nào. À ok. Rồi Khải lùm 200 xu Khải mua cái hộp kia.